chưa check in. Hello cả nhà. Trông quá thì nôi mi nè. Cái này nhìn nó tự nhiên ha. Nó không có lộng lẫy nhìn 5D. Hello Ngô Ánh Hồng. Hay là có cái dép nào cho chị mẹ nhà không? Có dép hoài à? Không khác được. Chào. Hello mọi người. Chúng là gần lễ, gần tiệc tùng này nọ cho nên là đi đi làm đẹp. Hello bé Trần Hương. Trinh Nì Lê, em đang ở đâu? Hôm nay đi nối bộ mi nhìn mắt đẹp quá à. Trúc đang nối mi ở bên Queen Lassi, sẽ đề thám đây. Hello Nghĩa Phạm. Trời ơi, mọi người ơi, hôm nay Trúc nối bộ mi nhìn tự nhiên dễ sợ luôn á. Hôm bữa nói thì hơi mỏng chút xíu, nên là đợi xong cái bộ đó nối lên bộ này. Hello Hằng Ni, chào cô Nga Hồng. Hello Linh Nguyễn. Thế tính cách yêu dương lắm hả? Cảm ơn nhiều nha. Mọi người hôm nay thấy Trúc nối mi đẹp không? Ngày mai phải quay talk show. Xong rồi ngày mốt á, thì đi Fashion Week cho nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, nên là đi làm đẹp. Cảm ơn Tiệp Đen. Hello Sakira Nguyễn, chào chị, lâu không gặp. Ông Trịnh Văn nói comment gì là sao không hiểu. Annie ơi, chị bảo nó mi theo kiểu búp bê nè, mắt búp bê mắt to hơn á. Tự nhiên ha. Ừ, hằng đi chị đi tập gym nên là mà đi tập xong mà mặt xuống trước không, mà cái mặt nó ốm xuống luôn cái người. Trinh đi qua bên đây nói mi đi. Sao thấy thương giờ cô Nga Hồng. Hello Thu Võ. Không nha, chị không hề gái 18 nha em. Giọng nói của chị cũng còn già hơn cái mặt của chị. Nói mi đi đám cưới em nha Hiền. Hello chị Lý Hương. Thôi lớn tuổi rồi nên là cắt tóc ngắn ngắn đi cho nhí nhẵn, chứ để tóc dài hoài không thay đổi gì hết. Còn để khoảng tầm 2-3 năm nữa tóc nó dài lại, rồi lúc đó là đi kiểu khác. Mới đi nối mi. Mọi người xem mi nối nè. Mà biết từ trước tới giờ Trúc sợ nối mi lắm. Đó giờ tại vì mình cũng có lông mi sẵn được chút xíu rồi. Mà cũng muốn đẹp hơn, muốn đi nối mi mấy lần mà sợ bị rụng. Sợ bị rụng mi cho nên là từ đó giờ cứ nằm đi nối lông mi ở chỗ khác á, nằm xuống định nối rồi dẫn bạn đi nối, nằm xuống định nối xong lại ngồi dậy không có dám nối. Lấy đồ giúp chị không, không biết có đưa tiền không. Ok, lấy nữa chút. 159A Đề Thám, phường Cô Giang, quận Nhất nha mọi người. Ở đây nối mi không có bị rụng. Chút nối mi 3 lần rồi, chút nối mi 3 lần và thấy rất là vừa ý luôn. Không, nhà chị ở Sài Gòn với nhà chị Bình Dương gì.
Trời ơi, nói chung là dạo này làm điệu ghê lắm, là vì những cái lần mà không có đi quay phim á, thì là để mình nó tự nhiên, để nó không có, để mặt mũi nó tèm lem hả, được không? Mặt mũi nó tèm lem cho nên là bây giờ thì không có đi đi phim nữa, thì đi gặp bạn bè đi chơi cho nên là phải làm đẹp, mà phụ nữ phải biết làm đẹp, lâu quá chứ không có làm đẹp. Cảm ơn Huệ Trần nha. Về cái anh không, mấy hôm nay thức khuya quá, thức khuya coi phim Đức Phật á nên là mắt bị vậy, mà ánh sáng ở đây xuống cho nên nhìn mắt nó dễ bị sưng lắm. Em biết người ta đồn rồi, là em biết là người ta xạo rồi, tin đồn có bao giờ là thật đâu. Cảm ơn Alan Nguyễn. Hello Cherry Nguyễn, hello anh Khang. Mới bị rớt mạng không có vô được. Hello Tuyền Nguyễn, hello Diễm Trinh. Là cái này nó tự nhiên quá ha, tự nhiên. Hello chị Linh. Đúng rồi, nó mây bóng tối ngay Queen Lexi, ngay chỗ đề thám đó chị Linh. Chào em. Nè, em cầm đi. Thay đồ dây chị. Quay lại đi, quay lại. Không, không, quay lại. Quay lại. Đi ra ngoài. Đẹp luôn á, cái này mình đang trim nó lên mà không làm đẹp giống như ở ngoài thì sao kiếm luôn á. Chị thấy cái độ dày này á chị, và chiều dài nó vừa cho mình chưa? Thật ra là nếu như mà đi tiệc á thì sẽ cần nó dày hơn á, nhưng mà bình thường á thì như vậy được rồi. Như vậy thì ở ngoài người ta sẽ không có nói là mình nướng mi, không có nói là mình bị có lông mi giả á. Chị thích như vậy rất là tự nhiên luôn. Tại vì gần tới lễ, với lại là sắp tới mình cũng đi công tác nước ngoài nữa, thì em nghĩ là với cái độ bền của metro nó sẽ phù hợp hơn, bền hơn không? Dạ, nó bền lâu cho mình. Tại vì độ bền nó sẽ dao động cho mình từ tầm khoảng 4 đến 6 tuần rồi. Thì em sẽ cho chị chút xem cái hình mi của chị chút trước và sau khi bạn sinh viên làm cho mình nhé. Đây là trước rồi. Thì mi mình đó, mi mình khỏe chứ không phải là, nên mình khỏe và tương đối là đều, cũng không có khoảng trắng gì nhiều, cho nên cái bộ mi trường này rất là phù hợp với mình. Nó không có lộ được cái khuyết điểm của mình, tại vì cái hàm mi của mình nó tương đối là đều. Bộ này là bộ cũ. Dạ không, cái này là lúc bạn tháo cái mi hết của mình ra rồi là bạn có cắm lỡ không, phải sợ là thế hả? Mình thấy là lông mi thì của chú nó cũng dài quá ha. Để lên đây nhìn nó thấy là nó dài, nhưng mà làm nó không có cong nhiều, nó long lanh giống như bây giờ. Đánh giá cho bạn chuyên viên mình, Trang xin đánh giá cho bạn chuyên viên Thảo mà hỗ trợ cho mình nha. Bạn Thảo là rất là nhẹ nhàng. Ừ, trong đây luôn đó hả? Dạ đúng rồi.
chưa kịp ngủ nữa là đã xong rồi. Mới định ngủ có một lần thôi mà đã làm xong rồi, rất là nhẹ nhàng luôn á mọi người. Đó gửi. Thì nếu mà mình âm thầm thả đó chị thì em có thể nốt lại để làm sao, nếu mà mình thích thì em sẽ viết bạn lại để mình yêu cầu các bạn thả. Không sao, nhiều khi chị lần sau chị lại thử cùng bạn khác, bạn khác bạn có thể làm tốt nữa xong. Tùy theo mọi người có bỏ thời gian không thôi. Nếu mà chị chúc mình kỹ một tí thì mình có thể mình khám nước 5 tiếng cũng được. Dạ. Và mình không dùng những cái dòng sản phẩm, mỹ phẩm mà nó chứa dầu lên vùng mi của mình. Em ví dụ như là mình có sử dụng khẩu trang thì mình sử dụng nước em là tái tẩy trang nước, đừng sử dụng tẩy trang dầu. Tại vì cơ bản khi mà mình sử dụng tẩy trang dầu, kể cả những sản phẩm chứa dầu á, thì mặc dù mình tránh vùng mắt nhưng mà khi mình rửa mặt á thì cái lớp dầu nó sẽ đổ dồn xuống trên mi. Nó làm cái lớp keo của mình nó bị bể và bị bung ra rất là mau. Dạ. Và mình dùng cái mi nối này rồi, nó đã thay thế cho cái mascara và cái bấm mi rồi chị ha. Dạ. Và mình giúp em là mình vệ sinh mi của mình hàng ngày bằng nước, có nghĩa là khi mà mình tắm mình gội á, mình cứ để nước của mình nó vô mi của mình hết. Không sao lại mình dùng khăn mình thấm vậy thôi. Đúng rồi, mình dùng khăn giấy nè, mình chấm nhẹ xong mình để nó tự khô. Và sau khi nó khô thì chị dùng cái cây giảm nhiệt nó tặng được chị lúc nào. Đây màu khác. Dạ, đây màu hồng. Đây màu hồng. Cái lần trước là màu đen. Dạ rồi. Và trường hợp ví dụ như mình có cảm thấy khó chịu ở đâu thì mình cứ, hoặc là mình thấy cái form mi của mình nó không còn đều, không còn thẳng nữa, thì mình cứ dùng cây chải mi này mình chải lại giữ cái form mi của mình chị ha. Và kể cả mình ra ngoài đường á thì tại vì ngoài đường thì gió bụi nữa thì mình đem em ra mắt kính vô để nó giữ cái form mi của chị được thẳng. Đúng rồi, cũng đẹp. Mà nghĩ là cái này nó cũng cong rồi á. Mấy lần trước như mấy bộ mi kia của chị là chị không có giữ kỹ gì đâu. Không giữ kỹ nhưng mà nó vẫn cong, nó cũng đẹp. Rất là tự nhiên. Cảm ơn chị chốt. Và bên em khuyến khích mình quay lại dặn mi trong vòng 21 ngày đó nha chị chốt. Tại vì cơ bản là tầm khoảng sau 2 tuần là cái chân keo của mình nó đã rửa chân rồi, đi xa chân rồi. Và cái form mi nó cũng rụng khá là tương đối rồi, thì cái form mi nó sẽ không có được về độ thẩm mỹ thì không còn giống như lúc đầu tiên mình nói nữa. Thì đó là lý do tại sao bên em khuyến khích mình quay lại trong vòng 21 ngày. Và bên em thì có luôn bộ phận nhắc lịch, đó là bộ phận chăm sóc khách hàng, các bạn sẽ hỗ trợ nhắc lịch cho mình, đó là gửi cho chị chút tin nhắn vào ngày thứ 17 và gọi hỗ trợ nhắc lịch cho chị chút vào ngày thứ 20 để mình sắp xếp được cái công việc của mình. Và ở đây nữa thì nó sẽ là cái chu kỳ rụng mi tự nhiên của mình sau khi nối đó chị, tức có nghĩa là mình sử dụng mi nối cái ngày đầu tiên về thì nó sẽ có thể rụng cho mình từ giai đoạn từ 1 đến 5 sợi. Rồi những ngày tiếp theo sau này nó sẽ rụng giai đoạn cho mình từ 1 đến 3 sợi. Nhưng mà sẽ có ngày nó không rụng cho mình sợi nào. Thì khi mà nó rụng vượt trên cái mức số lượng đó, hoặc là mà mình cảm thấy là bị cay cợn, ngứa đỏ dẫn, thì mình quay lại để bên em hỗ trợ bảo hành cho mình trong vòng 3. Cứ bên cắt thời gian. Và một cái nữa, một cái điều kiện bảo hành bên em nữa thì được khách hàng rất là thích, đó là bên em gọi đó là bảo hành hỗ trợ, bảo hành thể diện người thân. Thì ví dụ như mình về nhà mà bạn trai của mình đó chị, hoặc là người thân mình, hoặc là bạn bè của mình, hoặc là kể cả thú cưng của chị, nếu mà chị chúc mình có nuôi mèo hoặc là cún đó, thì ví dụ như không hài lòng về bộ mi của mình, không thích bộ mi của mình thì mình quay lại để bên em hỗ trợ quay nhận ra, hỗ trợ tháo ra và nối lại cho một bộ mới khi nào mà người thân của mình hài lòng nha. Long lanh đi chơi rồi. Đây là nội quy nối mi, đây là cái bàn chải, cái chải mi. Mẹ thì chắc chú cũng lười lắm, tại vì mi lúc nào cũng đẹp hết đấy, còn biến chải lắm. Chị cho mình coi nãy giờ, các bạn có ai nói gì không? Dạ, dịch vụ bên đây tốt lắm chị. Chăm sóc rồi nhắc nhở đủ thứ hết.
la làng lên kiếm cái đồng xong rồi tự nhiên là hôm nay ship tới rồi sẵn tiện mà mặc luôn, rất là nhanh gọn. Mọi người muốn nối mi và làm đẹp để đi chơi lễ và những cái ngày tuần sắp tới thì hãy đến Nguyên Lexi nhé. Đây, nối lông mi kiểu búp bê. Đúng là búp bê. Hello, Linh Trân. Nằm quá xong rồi tóc xẹp hết trơn. Trời, bye bye mọi người nhé. Cứ mỗi lần nói mi thì Trúc cũng sẽ livestream cho mọi người xem những cái mẫu mi mới của Trúc như thế nào. Bye bye nha. Để ngày mai ngày mốt Trúc sẽ đăng những cái tấm hình Trúc chụp tới lại bộ mi mới này nha. Bye.